bây giờ bây giờ Lisa ơi, thông báo với chị Bơ là em vừa mới lên chức. Chức gì? Chắc chắn bảo vệ mafia internet. Sai ơi, một ông trùm bên một gọi là giang hồ mõm. Ai mà nghe có vẻ to phết nhỉ? Nghe chưa? Bây giờ em cần điều quân, em điều sẽ điều quân. Chị gọi là làm vệ sĩ cho em. Không nha, cái chức vụ này rất là nhiều những thằng khác nó ngâm nghe, nó định chiếm lấy của em chị Bơ ạ. À thế là bây giờ chị đi theo em chỉ có việc là gọi là bảo vệ thôi đúng không? Đúng rồi. Thì đơn giản. Có phước cùng hưởng, có họa tự chịu thì phải tự chịu. Đúng rồi. Em mà làm sao thì chị phải tự chịu. What? Thì em chịu thì sao? Chị tự chịu. Rồi, được rồi. Bây giờ chị đi bảo vệ em cái đã. Rồi, trước khi đi các bạn nhớ bấm like video, nhớ đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo chúng mình nha. Còn bây giờ lên đường thôi. Rồi, hiện tại là có đang có một cái tên gọi là thái giám, nó định cướp ngâm nghe cái chức của em. Ôi giời ơi, em đó? Phải bỏ kính ra nhìn cho nó rõ. Thôi đã để em. Trời ơi. Đây là em mới đúng. Còn đây là một cái thằng mafia khác. Em bé em sẽ cướp ngôi vua của nó. À sao? Thế mà tưởng nó nghe cứ tưởng nó đang một chức rồi. Chưa, bây giờ em phải gọi là lưu manh xảo quẹt một tí. Đâm đi em ơi. Đây. Mày thì đây. Ơ. Đồ ngu. Nó liệu sao còn nhìn em thì ạ? Không có gì. Em trọng tay thế không biết. Đây rồi. Trời ơi, mặc luôn. Long bạo mới, mafia internet. Em. Vợ em thì phải, vợ em. Không phải, đây là. Đi làm gì? Đúng rồi, không phải. Đây gọi là người tình của cái thằng kia. Bây em cho nó vô tù luôn, thằng này con này định giết em chị ạ. Ôi giời ơi. Ê đây chị, em ngầu á. Ôi, ôi, nó nhập vào em luôn mà. Bây giờ em vừa lụm được một cái gì mới ạ? Em ơi. Khoan đã, cái thằng nào đây? Nó có súng. Nó có súng em à? Ơi. Súng đúng không? Vệ sĩ đâu? Bắt nó. Thấy vệ sĩ em ra đầu chọc lắp luôn. Trời ơi, chị điều mà. Chị điều đúng không? Được đấy. Được của nó đấy. Chị thuê đâu hai thằng vệ sĩ to ngất ngưởng vậy. Chị nhặt ngoài đường. Ơi, hình như ông này là người tốt đấy. Ờ, gọi là cận vệ của em. Không phải đâu. Ông đấy định túm em đúng không? Không được. Ông đấy định từ đằng sau. Cái gọi là cái trực giác là mafia ảo của em là nhìn biết đứa nào là kẻ địch luôn. Ôi giời. Nhìn phát là biết luôn. Ôi giời ơi. Thằng này cầm dao là chắc chắn rồi. Thằng ấy như ở Luffy nhở. Ôi giời ơi. Cái gì đấy? Sao mày ngu thế hả? Cái bóng đèn nó rơi thẳng mắt vào đầu em là em ngất ngây con cả tay luôn. Người ta còn chưa kịp siri em đã chết rồi. Rồi em đang mở khóa là cái gì đây? Để xem nào. Ôi giời, một cái cô gái lúc nãy. Một bạn tóc vàng khè. Đây là một cái hint mới. Một cái hint là cái cô gái lúc nãy là kẻ địch. Em hỏi thêm cái hint nữa. Không được. Trời ơi, bây giờ mình phải chơi lại từ đầu. Mình không biết đâu là thật đâu là giả. Bây giờ mình sẽ phải tiêu diệt ông này cái đã. Khoan đã, cho ông này đang liếc nhìn em này. Có làm gì đâu. Mồm được còn đây, đây. Em ơi quay đi. Ơi giời đấy, ông đấy liếc nhìn em cái chứ ạ. Em đang phải gọi là rất là từ từ và chậm rãi. Quay. Này thì đây, lụm lúa cái đã. Trời ơi. Mở được cái hin là một cái bạn nữ kia là ấy rồi nha. Cái thằng này nữa. Thằng này nhìn rất là gọi. Lưu manh xảo quẹt. Đúng. Ôi giời, răng cá mập. Răng hàm cá mập, răng thì nhọn hoắt luôn. Xấu thế. Bạn này nhở lấy cái dĩa mài răng đi nhỉ. Bỏ vô tù. Cho vô tù ngay à. Làm bạn mày muối. Nhưng mà chị nhìn này, kim cương này. Ôi, cảnh sát đến này. À, cảnh sát là cận vệ của em hay sao nhỉ? Nó cầm cái dùi cui luôn mà nó định gõ em một phát. Đây là người ta hóa trang. Không nhầm chị ơi, em là mafia. Mafia là rất sợ cảnh sát. Quên. Vẫn còn hai ông cảnh sát nữa. Còn hai ông nữa cơ. Định làm gì? Định dùng còng số 8 định xích em. Không, em quay lại mà không bắt rồi. Ôi giời ơi. Rồi luôn. Vẫn... Lại bị cái bóng đèn nó rơi vào đầu. Đồ ăn hại. Em lại phải đi cướp lấy cái ngôi vua này thôi. Ôi giời ơi. Rồi, nó chưa kịp cướp. Đã bị túm rồi. Cái thế nhở? Rồi, xong luôn, chưa kịp gì luôn. Quá nghiệt ngã. Em làm nhanh con lệ luôn. Ông đấy cứ mình nhìn đấy. Không cần, tầm này em làm nhanh con lệ luôn chị ạ. Trời ơi. Thấy chưa, cái mặt. Ôi chị nhìn Hôn ông đấy. Là em đang thấy cái quần xì của ông đấy chị ạ. Ôi trời ơi. Nhập hồn rồi, ông đấy nhập hồn vào người em luôn mà. Ôi. À, cho mình thua. Một ông bartender. Bartender, hello. Ê, quay lại đi. Định làm gì? Ông đấy là định. Ông đấy cho mình thuốc hay sao? Thế mình bắt ông đấy nhở? Nhớ đâu là thuốc độc. Ừ ha. Cũng có thể. Làm gì có ai làm người tốt như mình đâu. Đúng. Đây, ông này macaron. Ok, đâu mình cận vệ. Ủi, khoan đã. Nhưng mà cái răng vàng này em thấy nghi ấy nha. Xích cứ luôn. Cho vô tủ cái đã. Xích luôn. Cho vô tủ cái đã. Không cần biết. Nhưng mà nhớ ông người tốt nhở. Mình chưa biết ai là bên phe mình, ai là phe địch. Đây, thằng này phe địch là chắc chắn em luôn. Em ơi, cẩn thận cái đèn nha. Ok.
quay lại nhìn này, ok. Em biết là chỗ nào có đèn rồi, em biết chỗ nào có đèn rồi. Nên bây giờ cứ phải dừng dừng em quay lại nhìn luôn. Trong này có 4 cái xác rồi. 4 cái xác. Đây đây, chỗ này quay quay chỗ này có đèn này. À, em phải đi chậm lại một chút, đi chậm lại một chút. Gọi là chậm lại một chút chị ạ. Chậm lại. Gần đây có đèn này, em nhớ rồi. Quay lại liên tục tục luôn, em sẽ quay lại liên hoàn cước luôn. Không cho nó. Không cho nó gọi là làm việc. Đây này, chỗ này này, đèn rơi này, đèn rơi này, đèn rơi này. Đây này. Chưa rồi. Thấy qua làm gì? Đó, đây gì chưa? Lấy ngay một cái đèn rơi chứ. Ghê. Tập cho chị bơi. Lại thì giơ súng này, bắt ngay vô tù. Trời ơi. Bắt ngay vô tù. Rồi, chị thấy 1, 2, 3 cái xác này. Bây giờ làm toàn sợ đầu lông đấy thôi. À, cảnh sát rồi, cảnh sát này. Cảnh sát này, cảnh sát này. Ba bạn cảnh sát, mũi thì hách ngược lên. Rồi, bắt một bạn cái đã. À, rút tay nhanh đấy, rút tay nhanh đấy. Dám cầm rùi cui kìa. Này thì cầm rùi cui lại. Sao không được ta? Khoan đã, em phải ngâm nghe cả cái đèn ở trên này nữa này. Chứ đâu nó rụng đèn nữa thì chết dở. Ba đứa luôn. Khoan nghe khóc cái gì, khóc lóc cái gì. Trời ơi, nhưng bắt được cũng một đấy. Tống bộ tù ngay, đã một phát, sập xoài luôn. Cho làm bạn với mũi. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Thằng này có cầm tay để làm gì đây? Nó định xích em. Nó định xích em đúng không? Bỏ vô tù. Còn một thằng cuối cùng nữa này. Còn một thằng cuối cùng nữa này. Đấy, mặt nó nham hiểm thế kia cơ mà. Trời ơi. Ấy trời ơi. Mặt nham hiểm cái gì? Khoan đã. Bọn em phải đi, và em phải dừng lại liên tục tại vì đoạn này nhớ đâu. Có bóng đèn rơi. Đó. Nên là mình cứ phải từ từ chậm rãi chị bựa, từ từ chậm rãi. Quay lại nhìn liên tục. Rồi, em cần biết cái vị trí bóng đèn nó đang ở đâu. Đâu vậy ta? Chưa đến. Bắt đi, quay lại. Quay lại bắt cái đã. Cứ bắt thằng cảnh sát này vào cái đã. Ừ. Cho nó liếm mùi gọi là mùi tù đi. Mùi tù của mình đi. Rồi tiếp tục đây này. Em cần nó ra luôn đấy rồi. Thằng quản gia. Quản gia nhà mình đi bơi. Nhưng mà quản gia. Quản gia đây mặt điều manh nha. Mặt điều manh nha. Thôi em cứ bắt không cái đã cho chắc. Gọi là thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Đúng rồi. Đây là, mình không tin tưởng ai ngoài hai cái thằng. Ôi trời ơi. Ơ cái thằng này thổi hoa lá kèn cái gì đây? Mình em có thuê về không? Em không. Ôi trời ơi. À đây đây khoan đã, chỗ này. Chỗ này có cái rơi. Thả tim. Hôn em này. Hôn em này. À định gọi là mỹ nhân kế à? Không sợ không được. Mỹ nhân kế là không được rồi. Không, em phải vượt qua cửa ải này. Đúng rồi, em sẽ vượt qua ngay cửa ải này. Một nụ hôn thấm thiết cho em đúng không? Đây vợ em à? Như vợ em à? Không, nhưng mà cái hình lúc đầu là cái đây là một đứa gọi là độc ác. Một người độc ác. Đúng rồi. Ô sao cứ đi theo bình xuất đi nhỉ? Em gần đến cửa chị bợ, em gần đến cửa. Em lừa cho đến cửa luôn. Em lừa đến cửa em mới thực hiện cái hành vi của nó. Định làm gì? Định làm cái gì? Khoan đã, chỗ này là em vẫn sợ mấy cái bóng đèn nó rơi. Mình rơi hai phát vào đầu rồi, mình ngất cái con gà tây rồi. Rồi đến cửa chứ. Bạn này là hơi nghi ngờ nha. Đến cửa. Định làm gì? Quay đi. Em vào cửa rồi còn đâu. Ôi. Rồi xong luôn. Chúng gọi là lũ hôn thần chết ạ. Trời ơi. Trời ơi. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Đến lũ hôn cả em bị nhảy tim ra ngoài. Chị đã bảo em phải vượt qua cửa ải lên mà. Đúng không, mỹ nhân kế. Trời ơi. Mỹ nhân kế không thể cứu hoạt được chị vợ. Rồi ra cứ vào đây là cướp đoạt cái ngôi vua ôm này cái đã. Ngôi mafia internet này cái đã. Đấy, đầu tiên mình ôm này mặc quần xì màu chấm bi màu hậu xanh này chị bơ. Trời ơi, xanh nước biển. Khoan đã, em cho ông này đi qua đi, không cho nhập vào người nữa. Để xem có đi qua suốt được không. Đấy, bay đi luôn, mình có bị nhập nữa đâu. Cái đội kèn trống ấy làm cái gì đây? Ai mà biết được. Đội kèn trống ấy làm cái gì đây? Ra bạn họ em. Không, ra một. Khoan đã, đoạn này là mình sẽ có bị cái rơi vào đầu. Là mình sẽ từ từ chậm rãi thôi. Rồi khoan đã, em chờ cái bóng đèn này rơi là em bắt hết tất cả. Rồi luôn, chưa kịp bóng đèn rơi. Chết rồi. Bắt luôn. Nhớ đâu vào cái bóng đèn là mình không còn đứa nào mình quay lại luôn mà chị bơ ạ. Thầy cầm súng dã man ngon ngàn quá. Đây rồi, chỗ một đoạn bóng đèn này em nhớ đây này, quản gia. Trời ơi. Quản gia là người tốt không ta? Em nghĩ người tốt đấy thì mình chào quản gia đi. Giật hết cả mình đấy. Thấy gì chưa, người tốt mì. Bắt tay học học luôn mình, lẽ mình bắt vô tủ là hơi sai rồi đấy. Cái thằng này. Khoan không, em thử xem thằng này sẽ làm gì mình. Mình sẽ biết mình tránh lấy. Đấy, tặng mình một cốc nước. Ui ơi. Nước rồi. Cô nào. Em bị đau tim luôn. Oh my god. Ôi trời ơi. Oh my god. Thằng này nó lừa em. Là mất trước rồi. Vĩnh biệt. Lấy lại rồi. Em lấy lại nhanh thôi. Này thì mất trước rồi. Em lấy lại ngay nhanh mà chị bơ. Trời ơi. Rồi, em đã có vài cái hint.
thằng này khác cái thằng lúc nãy. Thằng lúc nãy có áo choàng, thằng này không có áo choàng. Mình cứ phải bắt nghi ngờ cho vô tụ. Mình biết ai là người tốt rồi. Bạn quản gia. Không, đấy là gọi là đối tác làm ăn của em. Đó, mấy thằng cảnh sát này. Bắt từng thằng một. Cái thằng này cứ khóc lóc rồi, lần nào bắt cũng lâu cũng khóc anh em ạ. Thật đi. Lần nào bắt cũng chảy nước mắt. Đồ cái đồ mịn ướt. Mà có oan ức gì đâu. Đúng vậy. Đấy cái đồ gọi là đồ mịn ướt, cảnh sát mịn ướt. Ông dâu chia lồm xồm mày nữa, bắt luôn. Cho là bạn trong tù. Ôi, nhưng mà có ba cảnh sát. Thì có hai đứa xấu, nhớ có một đứa tốt thì sao? Không có người tốt đâu em ơi. Em sẽ thử để xem cảnh sát sẽ làm gì em. Này, bố mình nhịn nó lâu lắm rồi thế nhá. Em chưa kịp gì, em biết rồi, con rơi ở trên tường, nó sẽ làm cái đèn nó rơi vào người em. Rồi, lần này em sẽ cố gắng quyết tâm vượt qua để trở thành một mafia internet đẳng cấp nhất vũ trụ. Có thật không? Chắc chắn rồi. Ôi trời ơi. Ôi, chưa kịp xiên gì, cay thế nhở. Chưa kịp là mafia đã bị giết. Đã bị cho vô tủ rồi. Đây, quả này em và thực hiện luôn cái hành vi của mình này. Hành vi này là phải cướp, chiếm đoạt được anh em ạ. Cái này phải nhanh tay nhanh mắt. Đúng vậy. Này, con ma này nó sẽ đi sớm thôi, mình không quan trọng. Kệ nó đi. Con ma sẽ đi sớm thôi. Rồi, bay đi theo gió rồi. Ô, một bạn mới nhá. À, vợ mình. Lấy cái bạn kia là không phải vợ mình. Ôi trời ơi, phù thủy. Họa mình thành con chó luôn mà. Trời ơi, em đã bay chờ chó rồi. Rồi. Vợ mình. Mở được cái hình, ôi lúc anh cái bạn lư mộng mặc váy màu hồng. Mình chợt nhận ra là vợ buồn này yêu quái các bạn ạ. Cây tươi nhờ. Cướp cái vị trí anh ấy đã. Mình sẽ lần mò ra hết những ai là kẻ thù ở trong này. Đáng ra là mình phải chọn xem ai là người tốt, ai là người xấu. Đây, lấy là bạn này không làm gì em. Nhưng mà bạn này dính nổ hồ thần chết. Em dính. Đấy, thơm một cái lấy là không cho bạn ấy thơm à. Thì bạn ấy mới tặng luôn thần chết. Đây là cho bạn ấy thơm, em đỏ hết cái mặt, em ngại quá anh bơ. Ôi trời ơi, trời ơi. Trong cái thời gian gọi là sung sướng nhất của cuộc đời. Thì mình bị cái bóng đèn nó rơi thẳng mắt vào đầu anh em ạ, kệ thật sự. Trời ơi, tụt hết cả cảm xúc. Bây giờ là... Không ngờ là buồn bị chết nhanh thế. Rồi, em lại kiếm lại cái ngôi vua này. Biết thế quay lại cho bạn ấy thơm cái cách thật. Cái lúc nãy mình thắng rồi đấy. Khoan đã, cái đội kèn hoa lá kèn này không tin tưởng được đâu. Cái đội hoa lá kèn này không tin tưởng được đâu. Ê. À, ba phù thủy. Không bị nhầm nữa đâu. Không bị nhầm nữa đâu, ba phù thủy đúng không? Này đi phù thủy bắt nó luôn đi. Vô tù. Cho vô tù. Biết ngay mị. Đầu đít ngay, đá một phát. Dập đít luôn đi chú. Này thằng này cho mình tốt đọc này. Đúng rồi, cậu ông này. Vỗ cái gì? Gật cái gì? Ai là bạn với ông? Gật cái gì? Gật hơi nhiều nha. Hoặc là em chưa bắt thằng này vội. Tại vì tí nữa em sẽ gặp những cái chứng ngại vật. Nó sẽ rơi vào đầu em. Bất cứ lúc nào chị bơ ạ. Nên là mình sẽ phải là gọi là bình tĩnh thôi. Cho mình gọi là cho thằng này để mình qua cái thuyết âm mưu cái đã. Bắt luôn. Mình nhìn lâu là nó cũng bị bắt hả? Trời ơi. Ôi giời, ánh mắt của mình có sắc đá vậy sao? Không, mắt em là mắt lồi. Hay tay này. Thằng Luffy này. Cái thằng Luffy à? Kiếm nó rất là dài. Hoàng Na, em đang xem là có cái vật chứng ngại vật gì phía trước không đã. Có. Đợi tí chị vợ, đợi tí. Em cứ quay lại nhìn thôi, Nào, làm gì được nhau. Đấy, em thấy gì chưa? Có đèn. Khoan nào. Quay lại 1, 2, 3. Quay lại. Thấy gì chưa? Trời ơi. Quay mình... đi. Bây giờ là mình sẽ bắt nó vô tù luôn. Trời ơi, nó bảo rơi. Trời ơi. À! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cái đấy nhờ, không kịp quay lại nhìn thằng này, em phải lấy lại cái chức vụ của nó mới được. Náo nhá pháo ăn xì này. Giá ơi. Nó một con xì màu xanh dương chị bơ ạ. Xanh nón chuối. Xanh nón chuối. Ôi giời. À, ông này bắt tay mình, ông này là người tốt. Ra cái gì ấy, giống tất cả mình rồi, bắt tay hoàn thuận. Đây hai bên cùng nhau hợp tác. À, đây là đối tác của đối em. Đối tác của em à. Đây mình cần phải tìm tiếp để xem nào. Cảnh sát này là phải bắt thôi. Cảnh sát này là bên phe địch rồi. Mặt rất là kiểu lưu manh. Lưu manh xảo quẹt này. Mình bắt cảnh sát hơi nhiều chị bơ ạ. Sao? Tội là phải bắt. Ôi, mình vừa hoàn thành nhiệm vụ bắt 20 đứa. Nãy giờ mình bắt được 20 đứa rồi. Vỗ tay. Trời ơi. Cái thằng... Ô, bóng đèn rơi kìa. Hỏng rồi. Còn mày quá, còn một thằng. Còn một thằng nó sẽ giúp mình không bị bóng đèn rơi.
Đây, 2, 3 rồi này, 2, 3. Quay lại. Trời ơi, lấy ngay cái bóng đèn này chứ. Bắt luôn cho tôi. Vệ sinh đâu? Tống nó vô tù. Bắt về. Ngon đi. Trời ơi, ngon là cành đào ngay. Bây giờ em cứ đứng đây thong dong thôi. Con ma này thì cứ thế mà bay đi đi. Không, cẩn thận con rơi đấy nha, mình còn con rơi nữa nè. Ừ, không, mình chỉ vượt qua một cái thử thách là được rồi chị Bựa. À, thằng này nghi ngờ lắm, là người xấu mà. Người xấu, huýt cái gì? Định hát cho em nghe à? Huýt sáo cho em nghe. Bây giờ mình phải nhanh tay luôn chị ơi, không là mình bị bắt đấy. Chứ sao? Mày hà bưởi. Yeah. Mày hà bưởi, cho vô tù ngay chứ. Nhọt cái mày đấy à? Trời, đá bắt giật cái đít luôn. Bây giờ mình không, à đây rồi, bà là vợ mình. Bà này mới là vợ mình đấy. Mới thơm cho mình một cái lũ hồn đấy. Say đắm cứ tình luôn đi chứ. Úi trời ơi. Thích thế chứ lì. Yêu nhất luôn anh em ạ. Rồi à, vợ mình đi rồi. Xong rồi đấy à. Vợ hôn. Ôi, Cái thằng này. Không được. Mày hả bưởi, mày định cầm khẩu súng mày bắn ngay. Đi đâu? Đi đâu mà vội mà vàng mà dám bắn mình là mình cho vô tù ngay anh em ơi. Đúng không? Ôi bắn mà này không sợ. Mà nó sẽ đi sớm thôi. Cái này là cái hồn mà, cái xác mà không lo. Đúng rồi. Mình là người chân mắt thịt. Cho nó tan biến rồi. Ôi chết rồi, Vợ ơi, hôn anh cái vợ ơi. May quá, nó không rơi vô đầu mình. Vợ ơi, hôn anh cái trời ơi. Ảo thật sự luôn. Cho vợ mình thơm mình cái. Đấy, mày là có vợ. May có vợ là em lấy được cái đầu lâu xương sọ lại rơi vào đầu đấy. Ô, lại vợ nữa này. Thôi, từ giờ đến giờ mình sẽ quay lại nhìn liên tục. Chết rồi, bạn nhầm vợ rồi, nhầm bạn ơi. Vệ sinh anh, cho lại vợ tôi. Ôi trời ơi, vợ không biết nhất trời ơi. Em cho vợ vô tù luôn rồi. Trời ơi. Cây thật sự luôn đi chứ. Này thì đây, gật cái gì. Cho vô tù luôn đi anh em ơi. Cho buôn một liều thuốc độc cho hẹo đi. Không được. Ôi giời, thằng này gật nhiều thế nhỉ. Bắt nó đi, bắt nó luôn. Em gần đến cái cửa rồi chị Bơ ơi. Sao? Gần đến cái cửa rồi. Mãi không đến cửa. Gần rồi. Gần phá kỷ lục rồi. Rồi. Đến cửa rồi. Đi vào phòng. Vào phòng họp chị Bựa. Trời ơi, một cuộc đại tiệc. Ngon lành cách đào chưa? Kể ra là mafia cũng nhạt. What the hell? Ôi trời ơi. Từ đâu nó chui ra cho mình một viên đạn vào đầu đấy. Trời ơi, bị đột kích rồi. Cái thật sự luôn. Trời ơi. Thế là thôi, game over rồi. Rồi, đấy, đến vào cửa rồi. Chuẩn bị ăn một cái bữa tiệc ngon lành cành đào rồi. Tưởng mình là mafia internet rồi. Ai ngờ vẫn bị viên đạn vào đầu. Bố, bùng phát. Rồi anh em ơi, anh em thấy cái video này vui thì anh em hãy để lại cho chúng mình xin một like, một cái kênh và nhớ xem quảng cáo cho chúng mình nha. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.